Chào các bác, hôm nay thứ bảy cuối tuần nè, em soạn mấy câu này quay giới thiệu tới các bác nha. Quan tâm liên hệ em 0933636126, số điện thoại em để ở tiêu đề bài viết. Liên hệ trực tiếp vào Zalo hoặc Alo giúp em nha. Đó, hôm nay thì em lên toàn màu đỏ thôi. Ti sứ, ti da, nồng đen nha. Đầu tiên là cái con Kyorit. Mặt tiền khá là đẹp nha. Sơn cũng còn khá là ok. Chỉ bong chóc nhẹ ở chỗ này do vận chuyển thôi. Con này ti sứ 22 ly. Xem kỹ thuật của nó ở đây anh em xem nè. Áp 50 kg nha. Anh em về rửa xe phun thuốc đều ok. Motor ngựa rưỡi tới 3 ngựa chạy đó là đẹp trai nè. Đó. Con này em bán giá bao tất cả cho các bác là 3,2 triệu nha. 3,2 triệu, ba con 302 nè, bao tất cả, bao xài, bao ship. Đó là 3,2 triệu con này nha. Tí sứ 20, 22 gì em quên rồi. Rồi. Tiếp, con em có con Kayak. Kayak này em có 4-5 con lận. Kayak, con này có Kayak 401 nha. Con này em bán 3,8 triệu nha. 3,8 triệu, bao xài, bao ship, tem kỹ thuật của nó ở đây nha anh em. Từ 2 cho tới 6 ngựa chạy nó là ok nè. Đó, tem kỹ thuật của nó đó. Con này ti sứ 28 nha anh em. Bully bản A nè. Em cũng chẳng buồn sơn nó lại nữa. Nó ten cái bully thôi. Đó, con này còn khá là ok. Con này giá bao xài tất. Bao tất cả đi cho nó tiện. Bao tất cả cho anh em nha. Về chỉ việc gác motor lên là chơi thôi nha. À, con này em bán cho các bác là 3,8 triệu nha. 3,8 triệu. Kayak 401. Về anh em xịt hai vòi con này ok nhé. Cần chi tiết hơn thì cứ liên hệ với em tư vấn nha. Đầu xịt thuốc em còn nhiều lắm. Xịt thuốc, rửa xe, cao áp em nhiều lắm. Này lôi mấy con này ra thôi. Rồi đây em có con con đầu da nồng đen nha. Da 28. Con này từ 3 cho tới 7 ngựa chạy nó là ok nha. Tem đó. 28 tới 50 lít một phút, áp 50 kg, nồng đen nha. Đó. Đẹp, con này khá là đẹp luôn á. Con này 654, em bán cái này 5 triệu nha anh em. 5 triệu con này, bao zin được AMZ, bao xài nha. Đó. Xài rất là bền nha, còn rẻ hơn con 500, con 310 của Maru nữa. 310. Đó. Khá là đẹp. Giá bao xài cho các bác là 5 triệu nha. Đó. Nồng da 28 nha các bác. Da 28 hay 25 gì cũng quên, hình như 28 á. Rồi tiếp đến em có con này. Bộ xịt mini Kubota nha, kéo cái đầu 153 nha. Con này em bán cho các bác là 3,2 triệu nha. 3,2 triệu. Cái này dọn nổ ok, có video test rồi nha. Đó, con này về anh em xịt gia đình ok này, Kubota nè. Đó, có tay nắm sách gọn nhẹ, đầu da 2 tinh. Đó, con này về anh em xài xịt cà phê nè, xịt cây kiểng ngon nè, xài gia đình nhá. Nói chung có tầm 4-5 mét trở lại ngon nè. Xịt hoa màu mình bỏ lên xe mình di chuyển nó tiện. Da 25 nha, phụ tùng da riết thì bên em có đầy đủ luôn nha anh em. Này, đó anh em mua về chỉ việc đổ xăng vô là chơi thôi nha. Con Maru Yama nè. Rồi sau cùng là em có con này, con Invector nha. Con Invector, con này chạy áp 50-60 kg nha. 60 kg. Đầu áp này hết ga nó tới 150 kg luôn. Nhưng mà gắn trên cái động cơ này thì em nó chỉ chạy được như vậy thôi. Điện zin của nó là 100V nha các bác. Con này em có video test, bác nào quan tâm vào Zalo em gửi nha. Thì em chỉ giới thiệu ở đây thôi, anh em ưng là liên hệ với em thôi. Vấn đề bàn là giá thôi. Thì con này nó là điện 100V, anh em về sắm cái ổ nắp và chạy nha. Đó, mua cái biến ép á, 300.000 cái, 350 gì đó, gắn ngay đằng sau này cũng được nè. Đằng sau này còn khúc rộng nè, đó. Xe kéo này zin nguyên con luôn. Con này T15 nha, T15. Đó. Công tắc nhả máy, tắt máy ở đằng sau này nó có một cái để nhả súng hay là hai bật hai chế độ nhả súng tắt máy hoặc là không, là cái công tắc nhỏ đằng sau này. Đó, có cái công tắc nhỏ, còn công tắc này bật tắt máy. Xe. Đó. Hai cái rà le. Đó.
XTD14, đầu này đầu của Ý này, khá đẹp luôn. Con này em bán cho các bác là 6 triệu rưỡi nha, 6 triệu rưỡi. Về chỉ việc cắm điện là chơi thôi nha, điện zin 100V đó. Rồi bác nào quan tâm thì liên hệ với em 0933636126. Chào các bác, hẹn gặp lại trong cái clip tiếp theo của em.